bạn này bạn bạn này là bạn là Bulldog Bull Anh á, bạn là lì lắm, bạn này tên là Cà Chua. Con chào mấy cô chú nha. Mỗi lần tắm mệt lắm. Em biết không, cái xà phòng rửa chén á là được nhiều chuyên gia nói là nó sẽ trị được da, cho nên mà tắm nó vẫn rất là sạch. Sau đó chút xíu nữa mình sẽ tắm lại sơ, mình tắm sơ qua một loại xà phòng thơm dành cho chó. Chó thì mỗi con nó tùy dòng nó khác nhau em. Có con thì thích tắm, có con thì nó sợ tắm dữ lắm. Rồi. Không rồi. Cao sạch ra mấy cô chú ơi. Rồi đi nha.